Gần không gian cửa thiền là không gian của thương mại. Những ngày cuối tháng 2 năm 2021, trong khu du lịch Quan Âm Phật Đài ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, xuất hiện cả trăm người ngang nhiên buôn bán hàng rong. Cũng không phải bây giờ họ mới xuất hiện. Theo phản ánh của người dân, đội quân hàng rong này đã có mặt ở đây từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, gây nên cảnh bát nháo. Đây là khu du lịch tâm linh không chỉ nổi tiếng trong tỉnh Bạc Liêu mà kể cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày tại khu du lịch này có hàng trăm du khách từ khắp nơi đến đây để tham quan cầu bình an. Tuy nhiên, cũng có tới cả trăm người vô tư bày bán nhang cúng, hoa tươi, trái cây, vàng mã, nước uống, vé số, chèo kéo du khách. Con đường vào trung tâm Quan Âm Phật Đài được trang trí từ trước để đón khách, thì nay chỉ thấy cảnh người bán rong vô tư lấn chiếm rồi che dù che bạt san sát nhau. Một số du khách phản ánh họ bị rất nhiều người bán hàng rong chèo kéo từ khi họ đến khu vực Quan Âm Phật Đài. Đi chỗ nào cũng không thoát khỏi vòng vây của đội ngũ bán hàng rong chèo kéo. Có nhiều du khách bị làm phiền và để tránh phiền toái, họ đành mua một thứ gì đó để được yên thân. Theo người dân, tình trạng bát nháo này đã diễn ra nhiều ngày qua. Ban đầu chỉ có vài người vào để bán hàng rong, nhưng gần đây có cả trăm người ngang nhiên kéo vào khu du lịch này để buôn bán, tạo nên một cảnh bát nháo gây bức xúc đối với du khách. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.